trong túi y tế có gì mà sao mắc vậy? Đăng ơi Đăng. Hả? Chị mày hết hồn. Có chị kia comment đó, Hường chỉ ra ngoài chợ mua cái túi á, có 100 mấy 200 ngàn. Mà sao cái túi mình bán á, gần 1 triệu mấy 2 triệu luôn. Sao vậy anh? Chị mua á, chị đang hiểu nhầm lẫn giữa cái túi đựng và cái túi có vật tư y tế bên trong. Bên em bán là bên em ngoài việc là bán cái túi đựng, bên em còn bán cái ruột bên trong nữa. Bên trong là nó có nguyên một cái danh mục. Bên em bán túi có 3 size. Túi size A, size B, size C. Ở đây em đang cầm là cái túi size C theo danh mục của danh mục này theo thông tư 19 của Y tế. Đây, đầy đủ 28 mục. Số lượng từ mục kèm theo. Còn cái túi 100 mấy 200 của chị khẳng định luôn, chỉ là cái túi không, cái vỏ túi thôi, nó không có gì bên trong hết. Thì nó có giá đó, ok ha. Đây, danh mục của bên em. Rồi đây, hàng bên em nguyên một cái túi chị ê vậy nè, gồm 28 danh mục đầy đủ, thì có 1 triệu 100, nhưng mà gần 1 triệu 2 đó, để làm tròn lên 1 triệu 2 đi đó. Rồi kêu mắc là mắc làm sao, 100 mấy 200 ngàn của chị là chỉ mua được cái vỏ túi này thôi, cái vỏ thôi nha, không có ruột bên trong mà, còn kèm thêm cái nẹp gỗ nữa. Duy nhiên một túi C đầy ắp luôn. Ok chưa ạ? Chị hỏi mang chưa ạ? Lửa Việt Tech cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay cho mình xin một thích và đăng ký nhé.